Em sinh thần được mấy ngày rồi? Em sinh thần được ngày thứ hai rồi à? Hôm nay sẽ kiểm tra cái vết cho khâu thần sinh môn của em xem đã ổn định chưa nhá. Mời xem nào. À, vết thương hôm nay là đỡ nề rồi này Phương này. Đang còn hơi nề một chút nữa thôi nhá. Chắc là phải ở lại viện có 1 hoặc 2 ngày nữa để cho vết thương nó liền hẳn thì mình mới về được nhá. Em vệ sinh thần sinh môn thì cứ ngày vệ sinh 3 lần bằng nước ấm sạch cho chị là được. Nước sạch nước ấm là được nhá. Không phải dùng bằng nước muối pha loãng hoặc là không thể dùng nước trà xanh với trà không đâu nhá. Hai cái ba cái đó là không dùng nhá. Chỉ cần dùng nước sạch, nước ấm là vệ sinh là được. Thứ hai nữa là mỗi lần đi tiểu tiện xong á thì em cũng nên vệ sinh lại cho sạch, cho tránh nhiễm trùng nhá. Còn hàng ngày các chị sẽ gọi em lên để làm vệ sinh cho em, để kiểm tra vệ sinh cho em, làm thuốc âm đạo cho em nhá. Vấn đề ăn uống á, thì em ăn phong phú đa dạng chất dinh dưỡng nhá. Ăn nhiều rau xanh hoặc quả tươi để cho không bị táo bón nhá. Cái vết thương từng sinh môn này thì tùy từng cơ địa từng bạn. Nếu như thịt em mà thường thì 80 đến 95% các bạn sẽ lành trong vòng 7 đến 15 tuần đến 15 ngày nhá. Sang 1 tháng là cái tầng trung môn của mình đã hồi phục hoàn toàn rồi, không phải lo lắng gì nữa nhá. Bởi vì là ngày nay là khâu bằng cái chị tự tiêu rồi, chị tự tiêu nó sẽ rất nhanh liền vì là cái vết thương của mình nó nhiều mạch máu, là cái vết khâu tầng trung môn của mình này, tầng trung môn của mình là nó nhiều mạch máu cho nên là vết thương nó rất là nhanh liền, và ngày nay là khâu bằng chị tự tiêu cho nên là nó sẽ nhanh liền hơn, và khoảng tầm tiêu trong vòng từ 30 đến 60 ngày. Yên tâm không phải các chị đâu Phương nhá.